Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cái miếng vườn nhỏ xíu của mình để trồng rau sạch. Mình chọn rau xà lách xoong Nhật nha các bạn. Cái rau này thì rất là dễ trồng. Mình xin của người chị ở hàng xóm á, chừng mấy cây rồi, bây giờ nó mọc lan ra rất là nhiều. Thì nhà mình cứ hái chừng vài ngày là được ăn tiếp nha các bạn. Tưới bằng nước gạo. Cái diện tích mình trồng tổng cộng được khoảng 1 mét vuông thôi à. Mình trồng được 3 loại rau tất cả. Đây các bạn nhìn thấy rất là xanh không? Ở đây mình có trồng xen kẽ một loại rau sâm của Đà Lạt nha các bạn. Trồng chung với xà lách xoong Nhật luôn. Thì rau này nói chung á, là nấu canh thì cũng rất là ngon nha các bạn. Nấu canh thịt bằm hoặc là với tép khô ha. Hoặc các bạn có thể xào với thịt bò, thịt heo đều được hết. Thì nhà mình thường nấu canh nha các bạn. Đó, nếu nhà các bạn mà có cái miếng vườn nhỏ thôi, chỉ cần ánh nắng nó chiếu qua một ngày khoảng chừng nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó, các bạn tận dụng lấy những cái chai nước cũ này các bạn, cắt đôi ra rồi mình lấy đất trồng vào, rau rất là tốt nha các bạn. Các bạn có thể tưới bằng bằng nước gạo để qua đêm nha các bạn. Nước gạo Bên bọn mình thì cầm tưới cho cái rau rất là tốt thôi. Nhà mình không có sử dụng phân hóa học cho các bạn. này xào Đó, hoặc những cái là cọng cái này cọng sau này khi mình lạt xong rồi đó, còn này thì mình ghim xuống đất nó sẽ mọc lên chừng chừng một tuần là mình đã có thể thu hoạch được rồi nha các bạn. Rất là dễ trồng luôn à. rau này ăn rất là ngon nha các bạn. Nhà mình có 3 người ăn thì rất ít khi phải đi mua rau. Vì bằng này mình nhà mình có thể dùng được mấy ngày luôn đó các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Nay được bữa Nếu sáng các bạn muốn trồng mà không có giống á, thì các bạn có thể nấu ra canh với bạn. ngoài tiệm cây kiểng ha, hoặc các tiệm rau thì người ta có bán, người ta trồng sẵn trong cái chậu nhỏ đó, 15 ngàn một chậu. Hoặc các bạn có thể đặt mua trên Shopee, trên Lazada đều có bán nha các bạn. Rất là dễ trồng Nhiều luôn à. rổ luôn, đầy luôn nha các bạn ơi. Rau rất là ngon ha. Quá hấp dẫn luôn. Rồi, xin chào các bạn nhé. Cảm Rồi ơn các mình bạn đã sẽ xem video của mình. xào với thịt ha. Thịt mình ướp sẵn rồi. Giờ cần rau rửa sạch rồi mình xào luôn.